đồng nhiệt chào đón quý vị trở lại chương trình với vòng thi đặc biệt. Để chiến thắng vòng thi này, bạn phải đạt được 200 điểm sau 2 lượt trả lời 5 câu hỏi. Lưu ý, câu trả lời ở 2 lượt không được trùng khớp nhau. Nếu câu trả lời của bạn bị trùng, bạn sẽ nghe âm thanh. Nhiệm vụ của bạn lúc này chính là phải nhanh chóng thay đổi ngay câu trả lời. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi đặc biệt. Côn trùng nào thường hay xuất hiện nhiều vào ban đêm? Cái gì có thể làm thay đổi màu răng của bạn? Hãy kể tên một loại rau củ quả hoặc trái cây có màu tím. Các em nhỏ thường được nhắc nhở làm gì trước khi đi ngủ? Ngoài tiệc mừng sinh nhật, bạn còn tổ chức tiệc gì hàng năm? Chúc mừng, bạn đã trả lời xong 5 câu hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Câu đầu tiên, chúng tôi hỏi bạn, côn trùng nào thường hay xuất hiện nhiều vào ban đêm? Bạn đã nói. Để xem có bao nhiêu người nghĩ như bạn. 16 người trả lời. Tiếp theo, chúng tôi hỏi, cái gì có thể làm thay đổi màu răng của bạn? Và bạn đã nói là. Số điểm. 31 điểm. Tuyệt vời, số điểm rất cao. Câu tiếp theo, hãy kể tên một loại rau củ quả hoặc trái cây có màu tím. Và bạn trả lời là. Bạn nói là vú sữa. Mấy người sẽ nghĩ giống bạn? 23 người trả lời. Rất tốt, chúc mừng bạn. Câu hỏi số 4. Các em nhỏ thường được nhắc nhở làm gì trước khi đi ngủ? Bạn đã trả lời. Bao nhiêu người sẽ nghĩ giống bạn? 25 điểm. Số điểm khá cao. Và cuối cùng, chúng tôi hỏi, ngoài tiệc mừng sinh nhật, bạn còn tổ chức tiệc gì hàng năm? Bạn đã trả lời là. Bạn nghĩ là đám giỗ. Hãy xem bao nhiêu người trả lời giống như bạn. 33 người đồng tình. Câu trả lời rất hay, điểm số rất cao. Bạn đã hoàn thành phần trả lời đầu tiên với số điểm rất cao, xin chúc mừng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào lượt thi đấu thứ hai. Lượt thi đấu thứ hai của vòng thi đặc biệt bắt đầu. Côn trùng nào thường hay xuất hiện nhiều vào ban đêm? Cái gì có thể làm thay đổi màu răng của bạn? Hãy kể tên một loại rau củ quả hoặc trái cây có màu tím. Các em nhỏ thường được nhắc nhở làm gì trước khi đi ngủ? Ngoài tiệc mừng sinh nhật, bạn còn tổ chức tiệc gì hàng năm? 5 câu hỏi ở lượt thi thứ hai, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi thứ nhất, côn trùng nào thường hay xuất hiện nhiều vào ban đêm? Và bạn nói là. Hãy xem có bao nhiêu người nghĩ như bạn. 13 điểm. Câu hỏi tiếp theo, cái gì có thể làm thay đổi màu răng của bạn? Bạn đã nói là. Số điểm. 5 điểm. Ở câu hỏi này, câu trả lời được nhiều người đồng tình nhất cũng chính là câu trả lời của bạn. Hút thuốc, 31 người trả lời. Chúng tôi hỏi bạn, hãy kể tên một loại rau củ quả hoặc trái cây có màu tím. Và bạn trả lời. Khảo sắt. 13 điểm. Chúng tôi đã hỏi, các em nhỏ thường được nhắc nhở làm gì trước khi đi ngủ? Và bạn nói rằng. Số điểm. 12 người trả lời. Và câu hỏi số 5, ngoài tiệc mừng sinh nhật, bạn còn tổ chức tiệc gì hàng năm? Bạn trả lời. Số điểm. 6 điểm. Ở câu hỏi này, câu trả lời được nhiều người đồng tình nhất chính là, tất niên, 37 điểm. Rất tiếc bạn đã không vượt qua được vòng thi đặc biệt.